hồi nhỏ là mẹ ba mẹ gọi là tí, nhưng mà lớn cái chị cũng mắc cỡ đó, nên là chị tập lại cho ba mẹ luôn là cái bằng út, và ba mẹ hay gọi là út. Còn ba bữa nào mà giận giận là khi bằng cu tí. Hạnh phúc nhất cuộc đời của chị là có ba mẹ, có chị bé hai, có một cái gia đình rất là hạnh phúc, luôn yêu thương và chia sẻ cũng như là quan tâm những người chuyển giới như mình. Hồi xưa là nhà chị là buôn bán dư lao động, nên là cái vấn đề mà để mà theo dõi cái giới tính của con mình, theo dõi cái niềm đam mê của con mình đó là không có. Ba mẹ chỉ biết là ngủ dậy là đi làm, rồi chiều về hay là tối về, bởi vì hàng xóm ăn vốn là con mày bê đê đồ này nọ, đồ mặc con trai, mặc đồ con gái, đồ đó thì ba mẹ lo ra đánh thôi. Chứ không có phải mà để từng ly từng tí từng chút là không có. Ba chị là ở xóm gọi là thằng Kèn hay là gọi ông Sáu, thì nói là thằng Kèn nó mất giống rồi. Nó hai đứa con trai nó bị đê hết trơn, mất giống rồi, nó không có cháu nội. Chú hồi đó chú đi xích lô về, chú xích lô về ở xóm nói nhà có bê đê kìa, chú mới kéo về chú quýnh. Chú về chú quýnh rồi chứ không có không biết nói gì trơn trời. Tại vì chú không có cho nó làm bê đê, cả gia đình luôn không muốn nó làm bê đê. Chú đi xích lô hoài, chú đâu có biết cái suy nghĩ của con. Lúc đó nó mới mười mấy tuổi rồi, làm sao mình biết nó cảm giác như thế nào. Mình cứ đi xích lô về là mình cứ nghe cái nghe phong thanh là bị nghe bê đê là chú quýnh à. Tất cả mọi người đều quay lưng với chị bé hai. Chị có mẹ chị, ba chị nhiều khi không chấp nhận chị với chị bé hai, nhưng mà mẹ chị là người bao bọc nè, che chở cho chị với chị bé hai nhiều cái hoàn cảnh lắm. Trước là chị bé hai bị đánh trước, xong rồi tới chị là ít lắm. Cái gì cũng lo chị bé hai đánh hết, giống như chị bé hai lót đường, lót thảm cho chị đi đó. Bởi vì chị khi mà chị là chuyển giới hay là chị muốn làm cái gì chị cũng dễ dàng chị bé hai. Chị bé hai là trăm bề khó và trăm bề cực khổ. Thí dụ mà trong một gia đình có hai người con trai, một người bị thì đôi lúc họ còn quá an ủi là thôi kệ, một đứa thì cũng còn một đứa. Mà bây giờ đâm ra hai đứa bị luôn thì phải buồn chứ em. Mình phải hỏi người bản thân mình, nếu con mình bị như vậy mình có buồn hay không. Năm 1988, ông bà chào đón cậu con trai đầu lòng Nguyễn Văn Ngà. Hai năm sau, con trai thứ hai Nguyễn Văn Châu ra đời. Sống trong cảnh nghèo khó túng quẫn, nên khi sinh hai con trai, mộng thoát nghèo đã thôi thúc ông đặt tên con là Nguyễn Văn Ngà và Nguyễn Văn Châu, mong con sớm có được cuộc sống ngọc ngà châu báu. Thời điểm đó, ông Ngọc không thể nào ngờ rằng cả hai con trai của mình khi trưởng thành đều sẽ chuyển giới, trở thành con gái. Từ nhỏ, Ngà đã biết được những điều khác lạ trong bản thân mình. Cậu bé thích son, phấn, thích đầm váy và bước đi uyển chuyển. Trong cái xóm nhỏ ấy, lời thị phi cũng đã nhanh chóng đến tai ông Ngọc. Người đàn ông chạy xe dã rời cả ngày ngoài đường nghe hàng xóm, họ hàng nói to nhỏ về đứa con trai nữ tính của mình, lại cảm thấy xấu hổ. Không nói không rằng, ông Ngọc chỉ biết chút đòn roi lên người Ngà, mong rằng sẽ khiến Ngà trở lại bình thường. Và rồi, đứa con trai thứ hai là Châu cũng có khát khao được làm con gái. Cú sốc ấy khiến ông suy sụp, rồi quyết định cắt hết tóc của cả hai con, vứt bỏ toàn bộ quần áo nữ. Đỉnh điểm mâu thuẫn khiến Ngà không chịu đựng được nỗi giày vò, Ngà bỏ đi theo gánh hát, làng bạt nay đây mai đó. Cuộc giằng co nhằm kéo con về giới tính sinh học đã trải qua gần chục năm khiến cả cha và con đều mệt mỏi. Đôi lúc, ông Ngọc thầm nghĩ con mình tính hiền lành, có hiếu với ba mẹ, cũng không dính vào bất kỳ tệ nạn nào. Ông Ngọc mới dần nguôi ngoai đi khi chứng kiến hai đứa con mình tự lập và hạnh phúc như thế nào khi sống đúng với giới tính thật của mình. Nhớ thương con, cũng là ngày mà ông Ngọc gọi Ngà về để gia đình được đoàn tụ. Thì chứ cứ nghĩ nhiều lắm, con mình nó bơ vơ ở ngoài đường, không biết mình nó sống chết làm sao, rồi nó làm ăn làm sao mình không rõ nữa. Rồi mình mới gọi điện thoại nó về, thì nó cũng cho số điện thoại cho em nó đó. Thì chú mới gọi điện thoại về, chú mới nói nó, rồi kêu nó về đặng nó tu dưỡng làm ăn buôn bán đi, rồi có tiền thì đi giải phẫu. Thì chú lúc đó chú cũng không còn ganh tị giới tính nữa, thấy là bây giờ con nó vậy rồi, thôi mình xí xá cho nó luôn.
giờ không có con trai, không có không nó giỏi tông đường thì chú không có quan tâm tới chuyện đó nữa. Chú quan tâm cho hai con rồi hạnh phúc là được rồi. Bây giờ nó về tới nhà rồi thì cứ sống gia đình là thoải mái rồi, coi như là yên tâm rồi. Không có đi đâu nữa hết là cũng mừng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay chị về ở gia đình là chị nghĩ là cha mẹ đã vui rồi. Còn chỗ để về, lá rụng về cỏ để về được rồi. Cha mẹ chị nghĩ là ok, về đi. Còn ngoài xã hội không quan tâm, không có tình cảm, còn có cha mẹ, có gia đình, có em, có chị. Ok. Cuộc sống mà còn cha còn mẹ thì mình còn được đi về. Bây giờ ai đi đâu ai cũng niềm nở hết á, chứ không phải như hồi xưa nữa. Bây giờ thì giờ tự hào rồi, chứ hồi mà hai lá mấy đó là cũng nói chung là cũng mắc cỡ lắm, xấu hổ lắm. Còn bây giờ thì ai cũng nói là 3,2 kìa, 3,3 kìa đó. Thì người ta thấy cũng mừng, người ta thấy người ta kêu không có kêu tên nữa mà kêu 2,3 thôi à. Không có kêu tiếng lì nữa mà kêu 2,3 không. Bây giờ con nó ở trong gia đình là chúng mừng rồi. Không còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó đi không biết bao nhiêu lâu rồi nói. Biết đi chừng nào nó mới về. Đối với chị hồi xưa rất là kinh khủng. Nhưng mà nói ra thì cũng tội nghiệp ba, áp lực cho ba lắm. Để bây giờ mình lớn con mình hiểu được cái tình thương của cha mẹ thì chị nghĩ đó là cái tình thương mà ba mẹ dành cho chị bé hai, để cho chị bé hai là tốt nhất nào, quen nhất có thể, để xã hội nhìn con mình bằng cái ánh mắt bình thường chứ không nhìn cái ánh mắt khinh bỉ. Bởi vì chỗ đó mà thời xưa là chỉ ba hay nghĩ là giận ba, hận ba, nhưng mà không, bây giờ nghĩ thoáng lại là ba thương mình, ba mới dạy mình, ba sợ mình làm đường lỡ bước. Thì chị nghĩ đó là một cái tình thương mẹ với ba dành cho chị bé hai, chứ không phải là cái gọi là nặng lòng cho lắm. Cái cảm giác vui nhất của chị là ba mẹ chấp nhận chị. Ba chị là chở chị từ ở Bình Chánh ra tới sân bay, đưa chị ra tới cửa khẩu. Tại vì chị đâu biết sân bay là đi không có đi Grab, không đi taxi, đi xe bằng xe Honda lên xuống sân bay. Thì ba chị là người sẽ chạy xe ôm. Thì ba chị mới biết cái khúc đó là sân bay gửi xe làm sao. Ba chị là người đưa chị kéo vali giùm chị nha. Rồi ba chị đưa chị vô tới cửa khẩu, rồi ba chị thấy chị đi vô, rồi chị quắt thai, ba chị mới đi về. Rồi khi về là chị còn bị thương, nên là chị phải đi xe hơi về. Về tới nhà là mẹ chị với ba chị là người nấu thịt kho hộp vịt cho chị ăn, nấu cháo cho chị ăn, nấu canh súp cho chị ăn. Rồi mẹ chị là người coi vết thương cho chị. Đó, mẹ chị cũng như là chăm bà đẻ vậy đó. Nấu thịt kho đồ cho chị ăn, rồi nấu canh súp đồ cho chị tẩm bổ máu đồ. Chị rất là hạnh phúc. Và mẹ chị chỉ dạy cho chị là khi nào mà mình lành, khi nào mình mới ăn ở được. Đó là mẹ chia sẻ. Đó là những giây phút đó là chị cảm giác là chị là con gái. Đến tận bây giờ chị vẫn hung mẹ chị. Mẹ chị vẫn hung chị. Nhưng mà tối hôm qua chị mua nho cho mẹ chị, cái mẹ chị ăn rồi chị nói uống mua nho cho mẹ đó hả. Thì mẹ chị hung chị, rồi chị hung lại mẹ chị. Đó là bình thường. Cảm giác rất là hạnh phúc và may mắn khi có người cha rất là bao dung, khi có người mẹ rất là thương yêu và đùm bọc cho con mình. Chỉ có bà mẹ mới là hạnh phúc nhất cuộc đời của chị. Ba mẹ lo từ nhỏ tới lớn, thì đến lớn rồi thì chị dùng hết cái từ hạnh phúc đó cho ba mẹ chị. Chỉ cần ba mẹ chị cười là chị hạnh phúc, ba mẹ chị vui là chị hạnh phúc, ba mẹ chị ngủ ngon chị cũng hạnh phúc. Hạnh phúc là sống với con là gia đình là được rồi, là vui vẻ rồi. Chứ không còn như hồi xưa là đứa này đứa kia rồi nọ, ngoài đường ngoài xá rồi nọ, đi thao phương cầu thực rồi nọ. Bây giờ nó còn ở trong gia đình thì hạnh phúc là tốt rồi. Ôi, ôi đẹp quá à. Ôi, đẹp không mẹ? Ôi, cười tươi quá à. Cười vui quá à kìa. Cười luôn. Chết rồi, dễ thương quá. Đó, còn ba làm sao? Ok không? Đẹp hả ba ha? Để mà có một cái khung hình như vậy á, gọi là không biết gì nào mới có luôn. Tại hồi nhỏ là chỉ có mấy tấm hình chụp chung hồi nhỏ là con trai thôi, mà bây giờ là con gái luôn. Trời dễ thương quá. Trời tóc ba mẹ bạc hết trơn luôn rồi. Hồi hung kìa đó, này đưa cho mẹ coi mẹ mới thích nè.
con cảm ơn mẹ, mẹ đẻ cho con, mẹ đẻ ra con rồi mẹ không biết luôn rồi, cũng cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã có một cái tấm hình cũng như là yêu thương con. Trong một cái gia đình đó có một người chuyển giới là đã nặng đầu, đã khổ, đã nhục, nhưng mà gia đình chị tới hai người, không phải vì hai người mà chị bé hai à, để ba mẹ mà buồn lòng hay là ở sớm phiền nàn hay là để cho bà con cô bác chế nhiễu chê cười là không có. Chị sẽ gán làm đẹp nhất trong mắt của mọi người, cho họ nhìn bằng một cặp mắt bằng cộng đồng LGBT rất là dễ thương, rất là hòa đồng, đem những cái tốt đẹp nhất đến cho tất cả những người xung quanh của gia đình chị cũng như là xã hội. Cái tình thương, cái tình cảm của ba mẹ lo cho mình đó thì mình rất là mang ơn. Nếu kiếp sau thì mình vẫn muốn là con của ba mẹ để mình trả hiếu cho cha mẹ, mình lo lắng cho cha mẹ nhiều hơn. Vui lắm chứ, đâu có gì đâu. Gia đình hạnh phúc là được rồi.